đã gần 40 năm sống ở trên trái đất này rồi, thì mình trải nghiệm ra được là có hai cái luật lệ bất khả xâm phạm mà mình chỉ cần sống theo đúng hai cái điều luật này đó là mình sẽ vui vẻ và hạnh phúc. Cái thứ nhất là luật nhân quả. Thì từ đó đến giờ mình đi chùa từ nhỏ đến lớn thì mấy thầy, mấy sư lúc nào cũng giảng về luật nhân quả. Mà mình cảm thấy là cái luật nhân quả là một cái luật siêu nhiên không có thực dụng. Tại vì nghe mấy thầy nói chuyện rất là xa vời. Mấy con ráng tu tâm dưỡng tánh ở kiếp này thì kiếp sau mấy con sẽ được hưởng phước. Đâu. Chắc nếu có kiếp sau để kiếp sau tính đi, chứ xa quá. Ba má mình nói chuyện mình cứ chưa nghe lời là huống hồ chi mấy thầy ở đâu ra nhảy vô bắt mình phải tu tâm dưỡng tánh, không được ăn chơi chơi bời, cái chuyện nó khó quá. Nể mặt thầy lắm, mấy con mới ngồi ở đây mà nghe thầy giảng đó, chứ ba má con chủ nhật nào cũng bắt con lên chùa là con quế lắm rồi đó. Bây giờ thầy còn bắt con tu tâm dưỡng tánh nữa, trời hên cho thầy là con chưa rủ mấy thằng nhóc là đi bắt cá trong hồ của thầy đó nha. Rồi thầy còn giải thích về cái chuyện mà tại sao người ta phải khổ, tại vì cái luật nhân quả, tại kiếp trước người ta không tu nên cái kiếp này người ta phải khổ. Cái chuyện này nó còn xa vời và siêu nhiên khó tưởng tượng hơn là cái chuyện hồi nãy nữa. Tự nhiên cái thằng cha nào 100, 200 năm trước mà làm chuyện xấu xong rồi chết đi, cái giờ cái mình phải khổ là sao? Cái chuyện của thầy kể còn ảo hơn chuyện Doraemon nữa. Nhưng mà cái chuyện Doraemon á, thì mình đọc là mình biết cái này là xạo lờ, còn mấy thầy kể là mấy thầy kể như thiệt vậy. Chẳng lẽ mấy thầy biết những gì mà tụi con không biết? Chẳng lẽ lúc thầy ngủ rồi Phật đến phù hộ rồi kể thầy nghe. Nhưng mà khi lớn lên rồi trải nghiệm ra nhiều thứ ở trên đời này thì mới hiểu là tại sao đạo giáo người ta giải thích những cái chuyện trên trời như vậy. Tại vì mấy sư mà khi mà giảng Phật pháp cho những đứa nhỏ, những đứa con nít 8 tuổi thì mấy sư giảng Phật pháp theo kiểu khác, còn mấy sư mà giảng Phật pháp cho mấy người lớn tuổi thì mấy sư giảng Phật pháp theo kiểu khác nữa, giảng nó rõ ràng cặn kẽ và detail và nó có logic hơn một tí. Tại vì mấy thầy đâu có thể nào mà giải thích quạch tẹt ra cho mấy đứa nhỏ 8 tuổi biết là tại sao chú ba ăn xin ở ngoài kia là ổng lại khổ, bây giờ nó khổ. Tại vì hồi nhỏ ổng ăn chơi đập đá hít ke rồi chơi ba cái hàng hóa chất, ba cái hàng rẻ tiền nên cái hóa chất nó ăn vô cái não ổng, bây giờ ổng bị tửng tửng. Có thể giải thích như vậy được. Tại vì nó nhỏ quá làm sao nó biết được, khi nào nó lớn lên nó chơi hàng rồi thì nó mới biết, nó nhìn thấy chú ba đứng ở đó mà đứng nói chuyện một mình. Cười cười. Thì nó nhìn nó mới biết chú ba chơi hàng gì chứ. Đó mới là luật nhân quả. Chơi hàng rẻ tiền phơi lâu mà nó tàn sớm. Còn những người mà chơi hàng mắc tiền như là bác sĩ, kỹ sư gì đó, hít một like mà phê có 15 phút thôi đó, là cả tuần nào cũng chơi không có bị gì hết. Luật nhân quả, chơi rẻ tiền tàn sớm, chơi hàng mắc tiền thì chơi lâu. Còn mấy đứa muốn biết mà tại sao thầy lại biết rõ về cái tình trạng của chú ba như vậy đó, không phải là vì thầy tu lâu mà thầy thành chánh quả, thầy biết trước vị lai quá khứ đâu, mà hồi đó thầy cũng chơi chung với chú ba, cũng phê pha la cà như vậy anh, nhưng mà gia đình thầy khuyên năn dữ quá nên thầy bỏ phê pha khoác lên cái áo nâu sọc. Mấy đứa mà dịch áo thầy lên là thấy chữ một đời phê pha. À, thầy nào mà chịu chơi như Phong Lê chắc đó chùa lúc đó đông lắm. Nhưng mà khi lớn lên rồi và trải nghiệm biết bao nhiêu thứ ở trên đời này thì mình mới nghiệm ra được một điều là tất cả mọi thứ trên đời đều vận hành qua cái luật nhân quả. Tất cả cái chuyện nhỏ nhặt nhất trên đời mình cũng có thể giải thích bằng nhân quả được mà. Cái nhân là nếu mà mày không có đi làm thì cái quả là mày đéo có tiền. Cái nhân là nếu mà mày ngủ chung với bạn gái mày mà mày ra sớm quá
thì cái quả là nó sẽ kiếm thằng khác nó ra lâu hơn. Không cần phải giải thích về kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, kiếp con hết. Nó, chuyện nó xa vời quá. Mình chỉ cần giải thích những chuyện mà gần đây thôi. Cái quả là mày phải hốt cứt chó. Tại vì cái nhân là mày đi quen con ghẻ thích nuôi chó. Nếu mày không muốn cái quả hốt cứt chó thì mày hãy nên quen con ghẻ không thích mua nuôi con khỉ khô gì hết. Thì mày khỏi còn phải hốt cứt chó nữa. Bởi vậy nhân quả nó nhiệm màu lắm. Mình không tin không được. Mà không phải lúc nào nhân quả nó cũng theo thứ tự đâu. Không phải lúc nào nó mình gieo cái nhân rồi mình đợi một hồi rồi mình mới thấy được cái quả. Không phải như vậy. Có khi mình thấy cái quả rồi thì một lát sau thì cái nhân nó mới lòi ra. Ví dụ như mà hồi đó lúc mới quen con gái mình lúc nào cũng khóc lóc. Trời ơi là trời, tại sao cái số tôi khổ quá vậy, quen đứa nào nó cũng đối xử không tốt với tôi. Nhưng mà khi lớn lên đẹp trai rồi thì mình mới quen một con nhỏ đó. Con nhỏ nó cũng thương mình lắm mà ai ngờ mình coi đối xử với nó như cục cức. Tại vì mình nhìn thấy con nhỏ là mình không muốn cưới nó. Nên mình mình cứ đuổi nó đi hoài mà nó không đi. Mà nó có thương mình ghê hồn như vậy. Mà mình đối xử với nó cục cức. Bây giờ mình mới hiểu. Sau khi chia tay rồi mình mới hiểu là hồi đó người ta đối xử như mình cục cức. Tại vì bây giờ mình đối xử với nhỏ này như cục cức. Bởi vì nhân quả có khi nó đến trước đến sau nó khó hiểu. Bởi vì cái Phật Pháp nó nhiệm màu lắm. Mình không tin không được. Cái lần đầu tiên mà mình nhận ra được là trên đời này có nhân quả là lúc năm 18 tuổi. Thì hồi đó nó ở kế nhà mình nó có cái thằng tên là Hòa Tạ. Nó bà con lối xóm gì của mình, bà con xa ở bên Oregon. Thì nó đi làm, nó buôn bán cần sa ma túy gì với ai, nó làm trung gian con mẹ gì hết mà bị người ta giật đồ cái giang hồ đi rượt nó kiếm đó đòi. Thì nó qua nhà mình, nó quỳ lại năn nỉ để nó mượn tiền chứ không giang hồ chém nó. Mà mình từ nhỏ đến lớn mình đi chùa nên mình người ta ai cũng nói là giúp một mạng người hơn xây bảy nấc phù đồ. Nên mình mới chơm 3.000 đô của ba mình đưa cho nó để nó giải quyết vấn đề. Thì sau khi nó cầm 3.000 nó đi nó giải quyết vấn đề xong nó bị bắt vô tù rồi đó. Thì 3 năm sau nó ra tù mình hỏi nó thì nó đéo chả. Thì mình nghĩ là ok, gia đình cũng là bà con quen biết lối xóm với nhau. Thì chị mình mới qua bên đó xin ba má nó, nói chuyện với ba má để kêu nhờ ba má nó nói nó trả. Không ngờ ba má nó chửi chị mình luôn. Trời ơi, bây giờ mình không biết là nguyên cái gia đình nó mất dạy từ gốc tới ngọn. Mình cứ nghĩ tại sao cái nhân quả nó kỳ như vậy. Từ nhỏ đến lớn mình đi chùa, mình làm chuyện công đức biết bao nhiêu, giúp người này giúp người kia, mà tại sao lại bị cái chuyện như vậy. Tại sao mình gieo cái nhân quá tốt là mình đi giúp người ta mà cuối cùng mình nhận lại cái quả nó chu lè. Chứ mà ngộ một cái là mấy năm sau khi mà một ngày nào đó mình bị kẹt tiền, nói chung là không biết phải làm cái sao đây, làm sao đây, tự nhiên có người đưa mình 3.000. Cái gì? Thiệt hả? Đưa 3.000 luôn. Rồi sao mình nhận được tiền người ta, mình giải quyết được vấn đề của mình rất là hạnh phúc. Rồi sau khi đó mình trả tiền lại cho người đó, rồi cái dài 3 năm sau mình bị hả một cái vấn đề khác cũng lớn lắm. Là mình tự nhiên cũng có người khác đưa mình 3.000. Thiệt hả? Thiệt không? Nhiều lắm, 3.000 nhiều lắm đó. Bởi vậy cái nhân quả này nó tuyệt vời lắm, không tin không được. Có nhiều người nói, ủa, ba mày là cái người mất 3.000 chứ đâu phải mày đâu mà mày nhận được cái nhân 3.000 ngon vậy. Quý vị à, nhân quả thì không bao giờ mình chạy được quý vị. Phong là mất 3.000 của ba Phong Lê, 15 năm sau ba Phong Lê về Việt Nam ăn chơi hửi xoáy. Thì ba Phong Lê cũng có là tiền già, tiền lương gì đó hả, mỗi tháng cũng gửi về cho ba Phong Lê. Nhưng mà về Việt Nam mà ăn chơi thì không bao giờ tiền nó đủ cả.
Thì cứ mỗi tháng ba phong lê gọi qua xin miếng, ba phong lê gọi qua xin miếng mỗi tháng. Thì tính qua tính lại một năm phong lê cũng mất gần 3.000. Cái con số 3.000 này nó đi theo mình gần là 20 năm. Bởi vậy cái nhân quả nó tuyệt vời lắm quý vị à, không tin không được. Bây giờ phong lê vẫn còn đang trả cái quả mà phong lê đã gieo cho má phong lê từ nhỏ nè. Từ nhỏ đến lớn phong lê ở giờ ăn đâu bài đó, ăn đâu bài đó, lúc nào má phong lê cũng la phong lê, cũng mắng phong lê, tại sao mày không dọn vậy? Thì phong lê mới nói má phong lê một câu là nhà dơ đâu có chết đâu mà cần gì phải dọn hoài. Thì mình nghĩ cái chuyện đó là chuyện nhỏ như con thỏ, đâu phải là cái nhân mà mình đã gieo đâu. Nhưng mà khi 20 năm sau, khi mà có gia đình rồi đó, thì vợ phong lê ăn đâu bài đó, làm phong lê dọn chết con đĩ mẹ luôn. Có nhiều lúc mình dọn mình tức quá, mình nói đủ. Làm con gì mà ăn kẹo mà cái xong cái dục lên giường ăn kẹo là cái dục lên giường đụng kiến nó bu làm sao mà ngủ. Thì vợ phong lê mới nói phong lê một câu là cái giường dơ đâu có chết đâu mà anh làm gì nói em dọn hoài. Quả báo nhãn tiền, quý vị hiểu không? Đức Phật Thích Ca đã ngồi dưới cây Bồ Đề và nghiệm ra cái điều này mấy ngàn năm trước rồi. Và Ngài đã ngồi đó, Ngài đã thấy là phong lê đối xử với má phong lê làm sao, bây giờ vợ phong lê đối xử với phong lê như vậy. Và Ngài đã viết sách lại rồi ghi vào trong kinh, rồi đưa cái kinh truyền qua đời này đến đời sau, rồi để cho đến tay của thầy, và thầy giảng cho phong lê lúc nhỏ mà phong lê đéo có tin. Bây giờ phong lê mới tin. Biết bao nhiêu cái ví dụ về nhân quả mà tôi gặp hàng ngày thì làm sao mà tôi kể ra cho hết. Nhưng mà cũng hơn là tôi là một con người thật thà, đi đâu cũng giúp đỡ người này giúp đỡ người kia, nên đi đâu cũng gặp cũng được người ta giúp đỡ. Tôi rất là cảm ơn về cái điều này. Và một điều nữa là đi song song với cái luật nhân quả mà tôi sống làm sao mà để cho tôi hiểu được và tôi hạnh phúc và vui vẻ hơn á. Đó là một cái điều mà tôi trải nghiệm ra được là tất cả mọi thứ trên đời này xảy ra với mình là do mình, không phải là do thằng khác. Tất cả mọi thứ trên đời này xảy ra với mình là do mình. Nếu mà mình hiểu ra và chấp nhận cái điều này đó, thì cuộc sống của mình sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn. Cũng giống như cái ông chú ba mà ăn xin ở ngoài chùa năm đó đó, tất cả mọi thứ ổng phải gánh lấy là chính là cái lựa chọn của ổng là hồi nhỏ ổng thích ăn chơi và phê pha. Và mình biết ổng cũng biết cái điều này nên ổng đã chấp nhận rồi, nên lúc nào cũng đứng ở ngoài cũng cười cười. Hả? Mày... Nếu mà tụi bay đi làm mà bị chủ nó chửi, không phải vì thằng chủ nó mất dạy đâu, mà vì hồi nhỏ tụi bay học ngu, lo ăn chơi chát tán, lo cua gái này nọ, đéo chịu học bài. Nên bây giờ tụi bay lên phải đi làm lính để cho chủ nó chửi. Đó là do tụi bay. Còn Phong Lê mà có hơn cả 1 tỷ lượt xem cho toàn bộ video của Phong Lê ở trên YouTube mà Phong Lê vẫn không kiếm tiền bằng chân thành đó, đó là do Phong Lê. Tại vì Phong Lê chọn làm hài tục tiểu thì hài tục tiểu chỉ có nhân viên với dân lao động nó coi thôi, còn mấy người mà có tiền đéo ai dám làm quen. Phong Lê biết ông chủ tịch thành phố người Việt Nam này rất là thần tượng Phong Lê, nhưng có bao giờ ông dám chia sẻ video Phong Lê đâu. Đó là cái con đường mà mình đã lựa chọn thì mình phải ráng chịu. Nhưng mà cũng hên là cả năm nay thì Phong Lê được ký hợp đồng với công ty Mi 88 là một công ty cá cược giải trí ở trên mạng và nói chung là lớn nhất nhì Đông Nam Á. Họ đã bỏ gần cả 1 triệu đô mời nhà vô địch UFC McGregor để làm khuôn mặt đại diện cho cái website của họ, là biết là họ là hoành tráng đến cỡ nào.
Mà bây giờ họ còn mướn Phong Lê làm khuôn mặt đại diện cho người Việt Nam. Đó là sự hạnh phúc nhất của Phong Lê. Đó là do sự lựa chọn của mình làm hài tục tiểu cho dân chơi thì chỉ có casino người ta kiếm mình thôi. Chứ mấy nhãn hàng khác người ta không dám kiếm. Bởi vậy mọi thứ trên đời này mà xảy ra với mình là do mình chứ không phải là do người khác. Mình không thể nào mà đổi thừa cái cuộc đời của mình để cho một người thứ hai quyết định được. Cái thằng đó nó chơi xấu với mình là tại mình. Ai biết mà chọn chơi nó làm gì? Mày phải biết mày làm gì sai thì mày mới sửa đổi được. Mày đâu có thể sửa đổi cái thằng kia khi nó hại mày. Mày chỉ có thể sửa đổi bản thân của mày thôi là mày đừng có chơi với thằng lùn đó nữa. Tại sao mày lại có con ghẻ xấu? Tại mày. Tại mày thích làm công việc nhẹ nhàng, đầu óc thảnh thơi, nên mày có con ghẻ xấu. Mày thử ra làm liều, làm một cái dấu gánh nặng rồi hả? Suy nghĩ thật nhiều để làm chủ coi, lời ăn lỗ chịu. Mày có thằng chủ nào mà có ghẻ xấu không? Có cái thằng kia làm chủ có ba cái tiệm trà sữa thôi, đi cái tướng cà nhắc cà nhắc cà nhắc cà nhắc vậy mà quen con nhỏ đẹp tuyệt vời. Bởi vậy mấy thằng chủ mà vô vũ trường á, mấy anh ghệ hỏi: ủa anh làm nghề gì vậy? Anh làm nhỏ lắm, anh làm chủ hãng nước mắm ba con cua. Ồ vậy hả? Khoan 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 khoan, em anh chưa tắm rồi cái mùi hôi như nước mắm vậy đó. Không sao anh, em thích ăn bún mắm lắm. Bởi vậy Phong Lê cũng dựa theo hai cái điều này mà sống á, nên mọi thứ Phong Lê đều chấp nhận và hạnh phúc vui vẻ. Mình làm nhiều mình ăn nhiều, mình làm ít mình ăn ít, mình không làm mình đéo ăn, vậy thôi, đơn giản.